đi. Con ơi, đi ra quán mua cho mẹ cái chổi về đây. Nhà cửa con gái đứa lớn là không chịu quét nhà. Đi mua cái chổi về đây nhanh cho mẹ nhá. Ôi giời, lại khiến rồi. Đi đưa tiền đây cho con. Trời ơi mẹ ơi, sao đi lâu thế con? Mẹ đưa con 200 cơ mà, tiền thừa đâu? Thừa mỗi 20 cho con luôn đi để gò. Thừa đưa cho mẹ chứ. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Cái chổi 180.000 đây, không tin mày ra mày hỏi bà Thúy xem. Tờ hướng dẫn sử dụng. Hả? Ủa trời ơi, cái quân què gì vậy? Hằng ơi, Đinh ơi, lại đây mẹ cho kẹo mắt này. Mẹ cho xin một cái à. Mẹ con xin cả đĩa. Lấy cả đĩa liền. Chị phải chia cho em rồi chứ. Ai bảo em lấy trước mà em không biết được lấy hết. Đứa nào ăn hết trước, mẹ sẽ thưởng hết cho xúc xích siêu cay này. Thế xúc xích siêu cay này là thuộc về hàng. Có xin đây à? Này chị ơi, em cho chị ăn cùng em đấy. Đây. Các bạn thấy Hằng là một người tốt hay người xấu, hãy bình luận ở phía dưới nhá. Con có đói không? Đây, mẹ vừa mua cho con một hộp kẹo bàn tay này, con ăn đi nhá. Giờ mẹ đi có chút việc. Dạ, con xin mẹ. Bạn Thảo có kẹo bàn tay, mình phải ra lấy kẹo bàn tay của bạn ấy ăn mới được. Wow, kẹo bàn tay nhiều thế. Này bạn ơi, kẹo bàn tay này không ăn được đâu. Sao vậy? Ăn vào tay màu không hồng đấy. Ê, có kẹo bàn tay ăn rồi. Đúng bà Thảo là ngon đấy. Con ăn hết kẹo mẹ mua rồi hả? Bạn thì lấy hết kẹo của con rồi mẹ ơi. Bạn bảo ăn kẹo mọc tay trong mồm. Đúng là đứa con khờ mà. Thôi được rồi, để mẹ đi tìm bạn ấy lấy lại kẹo cho con. Chỉ còn một hộp thôi, nhanh tay đi con, chậm tay đi hết này. Đó lấy cái này. Ok, yeah, hết hàng rồi. Chị ơi, đón cho em, thì hết hàng rồi. Điền thích rồi. Đã đuổi, bực cá mày. Nào thế, cái hộp này có cái gì mà cứng thế nhỉ? Ôi dồi ôi, cái cục gạch. Mặc cái gì đấy? Biết rồi đúng không? Đợi em xáo nhá. Được rồi đấy, chị chọn đi. Nọ này chứ còn nọ nào. Chị cầm lên lắc thử xem. Hả? Có sao lại thế nhở? Cho chị một cơ hội nữa đấy. Dạ ha. Đợi em xáo nhá. Nọ này. Chị lắc lên thử xem. Một chiếc thôi. Ủa, chị cho em một chiếc nhá. Ok. Này, của em đây. Ơ, em bảo mua một chiếc thôi mà, sao chị đưa em hai cái? À, chị mới khai trương nên là mua một tặng một em mẹ. Em lấy chiếc được tặng này thôi chị ạ. Ai hốt đi mà. Thế là mình bị mất kèo à. Nè, 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 nè. Mấy cái bạn nhanh nhau này, không có mắt à? Oh no. Cái bạn thì thật là xấu tính. Này bạn ơi, đừng có khóc nữa, tớ tặng bạn cái máy bắn bóng này. Cảm ơn bạn nha, bạn thật là một người tốt bụng. Wow, yeah, đẹp chưa? Wow, một cái luôn này. Wow, đẹp thế nhỏ. Mẹ cậu giàu sướng thật đấy. Hằng ơi. Mẹ cậu kìa. Cốc trà sữa, bánh bò tự tay mẹ làm đấy. Wow. Còn món con thì ăn thôi. Ôi giời ơi, đồ ăn gì mà xấu xí. Nhìn chân chẳng ngon mắt cái gì cả. Thôi mẹ cầm đi về đi. Con còn phải đi chơi đây. À mẹ cũng có đồ chơi này. Đây súng của con đây, mẹ mua tận 5.000 đấy. Yêu ơi, súng đi mà xấu như thế này. Bạn con nhá, chơi súng nhá. Súng nếp bùn nhá, đặt 2 triệu nhá. Còn súng nếp còn 1 triệu thôi. Trời, chơi thì chơi cái súng có 5.000. Thế mà cũng mang cho con. Thôi mẹ đi về đi. Sao cậu lại nói với mẹ như thế? Cậu đúng là đứa con bất hiếu. Tớ không chơi với cậu nữa. Các bạn ơi, đừng như bận Hằng. Mình phải ngoan ngoãn lấy phép với bố mẹ nhé.